Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ đang có mặt tại giường trồng thảo mộc của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nằm bên dòng sông Hiền Hòa, chở nặng phù sa, khu giường thuốc nam của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hiện lên như một ốc đảo xanh ngát, ấp ủ bao nguồn dược liệu quý giá. Dưới bàn tay chăm sóc tận tỉ của các thầy thuốc, từng nhành cây, ngọn cỏ đều được dung đắp, che chở để rồi dương lên xanh tốt, triệu quả, hứa hẹn mang đến những bài thuốc hiệu quả cho người bệnh. Giường thuốc nơi hội tụ tinh hoa của trời đất. Bước vào khu giường, ta như lạc vào thế giới hoàn toàn khác, tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của phố thị. Không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của các loài thảo mộc hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên diệu kỳ. Từng luống rau, từng khóm cây được sắp xếp khoa học gọn gàng, mang theo vẻ đẹp mộc mạc giản dị của làng quê Việt Nam. Nơi đây quy tụ hơn hàng chục loài dược liệu quý hiếm được thu thập từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi loài cây đều mang một giá trị y học riêng, góp phần tạo nên kho tàng y học cổ truyền vô cùng phong phú. Từ những cây cỏ bình dị như cây nhãn lồng, dây thìa canh, cây lá muồn, đến những thảo dược quý hiếm như cây xả đen, cây anh xoa, cây xương khỉ, cây chùm ngây, tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sự tận tâm và tâm huyết của các thầy thuốc đều làm nên sức sống cho khu giường thuốc nam, chính là sự tận tâm và tâm huyết của các thầy thuốc tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với kiến thức uyên thâm và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cổ truyền, các thầy đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc, bảo vệ và phát triển giường thuốc. Từng nhành cây, ngọn cỏ đều được các thầy quan tâm, theo dõi sát sao, đảm bảo cung cấp đủ điều kiện cần thiết cho sự phát triển của chúng. Hơn cả việc trồng và chăm sóc cây, các thầy thuốc còn trực tiếp tham gia vào việc thu hoạch, sơ chế và bào chế dược liệu. Với sự tỉ mỉ và cẩn trọng của các thầy, đảm bảo giữ nguyên được dược tính quý giá của các loài thảo mộc, để từ đó tạo nên những bài thuốc an toàn và hiệu quả cho người bệnh. Giường thuốc, nơi ươm mầm hy vọng cho sức khỏe. Giường thuốc nam của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không chỉ là nơi cung cấp nguồn dược liệu quý giá cho công tác khám chữa bệnh, mà còn minh chứng sự tận tâm, sự quyết tâm của các thầy thuốc nơi đây. Mỗi nhành cây, ngọn cỏ đều như ấp ủ hy vọng về một cuộc sống khỏe mạnh, an nhiên cho người bệnh. Với những giá trị to lớn về mặt y học và tinh thần, khu giường thuốc nam của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chắc chắn sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân địa phương và du khách thập phương. Nơi đây không chỉ là nguồn cung cấp thuốc chữa bệnh, mà còn là nơi để mọi người tìm về với thiên nhiên, học hỏi kiến thức về y học cổ truyền và bồi đắp thêm niềm tin vào sức mạnh chữa lành của tự nhiên.
trong tâm tư tiếng gọi ngày nào, vạn câu yêu thương lời giáo thì con nguyện chung tin chót đời dân hiến. Đây niềm mơ ước đời xin mãi thuộc trọn về cha. Thank you.